chó và Nguyên. Đây là ngày thứ hai cũng như là ngày cuối cùng trong chặng 1 của giải đua ARRC. Ngồi xe đua xe trực tiếp sướng lắm các bạn ạ. Mỗi tội nhưng vì chính sách bảo vệ người dùng của TikTok nên mình không quay cho các bạn được. TikTok chính là mạng xã hội tốt nhất hiện nay. Đấy, khen rồi nhá, cho clip lên xu hướng cái. Việt Nam chúng ta có 4 đại diện với 2 tay đua trong hạng mục Underworld 150 và 2 tay đua trong hạng mục Asia Production 250. Bởi vì các bạn không xem đua được, thế nên là đây là kết quả. Đây chính là người có thành tích nhất tại Honda Việt Nam. Em đã dừng ở vị trí thứ mấy? Thứ 5 nào. Thứ 5 đúng không? Niềm tự hào của Việt Nam lại còn dừng ở vị trí cao nữa. Đúng là cao Việt Nam. Chúc mừng em. Cảm ơn. Xin chúc mừng cho Honda Việt Nam. Đây không phải là thành tích cao nhất, nhưng chúng ta đến đây để học hỏi và cọ sát. Cọ sát thật mà.